Vâng chào các bác nha, hôm nay lại lên sóng để uh, giới thiệu các bác một lô mic mới về hàng chính hãng của Rina à, Em về được uh, 100 bộ RinaCard X10 hàng chính hãng uh, RinaCard là hãng sản xuất mic từ năm 1994 uh, Và một thương hiệu rất nổi tiếng ở khu vực châu Á và nhiều nước trên thế giới uh, Mic này được bán được nhiều nước trên thế giới Và hôm nay em về lô này bắt đầu đưa về từ tháng 10 năm ngoái X10 thì tháng 10 năm ngoái và thời điểm này cũng bán được tương đối là nhiều và xong một đợt thì em lại hết hàng em về tiếp đấy con này em vừa tháo vừa tháo ra rồi Đây à, em quay cho các bác này con này là hàng bãi về rất nhiều đấy à, ở những đời mic. đây là mít số đấy nhé bác nhé đây này bác để gì nó để chữ để lấy nét cho các bác này đấy, em lấy nét cho các bác này ở đâu ghi nhận digital chăn mít tức là hệ thống truyền dữ liệu số chạy chip <laughs> tất cả các tính năng và đời này có màn hình tất cả các tính năng đều chuyển bằng phím mềm ở phía trước uh, có hệ thống af tức là quét sóng sạch đấy gồm là uh, tính năng uh, độ nhạy này volume điều đều chuyển ở phía trước hết tất cả là dạng uh, chỉnh dạng chỉnh số ok Mặt trước thì con này thiết kế rất đơn giản Nhìn không có cái gì mà nó hoa mỹ Nhưng mà nhìn rất là sang trọng Các bác nhìn kỹ này Có logo X10, logo Rina Đấy Và nhìn con này rất là chắc chắn Đây các bác nhìn này Rộng ngang Tầm 20, 20 phân Tất cả là vít em, Vít là vít nục giác nhé Tất cả vít là nục giác đây, đây là phía sau này các bác này ở phía sau đi là cả cái là đây đây rắc nguồn đây là rắc đây là cái anten ở thì đời này là một anten nó sẽ phát một lúc hai tần số và một tay mic lúc nào cũng được bám bắt bởi hai tần số gọi là hệ thống đua channel và phát sóng vòm thì à, phát sóng vòm thì cái anten này nó sẽ phóng khỏe để tìm tay mic đây này nó sẽ tìm tay mic như này à, nên các bác mà dùng đi ra cả các bác cảm nhận một điều đó là gì khi các bác làm karaoke hoặc có chui ở nhà vệ sinh nó vẫn cứ đuổi theo À, đây là đặc tính của sở hạ sóng vòm và cơ chế đua channel công công nghệ rất là hiện đại và con này ấy, thì em khẳng định là trên thị trường rất không gần như là không gặp cái dòng nào à, tiết kiệm pin như RINA là cả à, vì nguyên lý tại sao nó lại tiết kiệm pin vì nó sử dụng sóng vòm tức là cái đầu thu phóng khỏe để tìm tay mic à, tụ của nó rất là to thì tụ to thì nó sẽ tích được nhiều và nó sẽ phóng để hỗ trợ nuôi các hệ thống âm thanh đẩy sóng cái này ở trong này nó sẽ có những cái tụ to em sẽ review thật kỹ sau và các bác xem lại những video trước của em à, có hai rắc canon a và b hai kênh đồng đập đây volume thì lại ở phía sau đời này thiết kế volume phía sau à, và có rắc sony mixer out đây này nó được ghi là mixer out thì con này thì các bác có thể gạt có cái nút gạt đây gạt never tức là có thể dùng âm ni vang số thì gạt để nguyên như này tức là không decibel nhưng nếu muốn tăng lên thì hãy chuyển sang nút uh, âm 10 dB thì công suất nó sẽ đẩy ra như hai cái nút này. Thì nút ba năng này thì sẽ gì? Khi các bác cắm vào ấy thì tín hiệu sẽ lên tối đa, mắc, mắc luôn. Đấy, còn con này sẽ cắm này thì sẽ giảm đi. Không được CP. Đấy, con này thì em về đợt này về 100 bộ nhé các bác nào có nhu cầu những dòng ri là cạc, đây này sử dụng côn thường và hàng bãi thì rất là đắt. Thời điểm này hàng bãi cũng rất là đắt. Nếu về hàng bãi cũng phải tầm 3 triệu hoặc 3 triệu rưỡi gì đấy, đấy tùy từng thời điểm và bãi thì hiện tại em không bán hàng bãi nữa à, thì cũng phải tâm sự thật với các bác tức là em bán cho anh em sự kiện rất là nhiều vào cả những dự án nên người ta không dùng đồ bãi tức là mic không dây dùng nâu sóng nó ngắn dần nó chết nhưng người ta dùng khoảng 5, 7 năm người ta đã phải thải ra rồi ở đây là càng thì rất là bền có những đời sản xuất từ 2010 2011 một à, vẫn còn hàng bãi đến tận bây giờ Đấy. hiện tại thì em có ba 6x10 223D hai uh, hai D thì có mấy con thì đang uh, hàng trưng uh, bày hỗ trợ thì người ta thành đấy cái này một uh, một bộ nguyên bản thì nó sẽ như này các bác nhìn kỹ này, đấy, nguyên bản như này thì gồm có uh, hai cái tay là hai cái mã vạch đây và một cái đầu thu, đấy. thì tất cả những cái tần số như này các bác quét mã vạch của mã cốt thì là sẽ 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 vào về được web của hãng và đây là mã, mã siri thì nó sẽ phải trùng với tay nếu một combo nó phải trùng tay nếu tay nó không trùng cái này thì nó đã bị lẫn ở bộ khác rồi hãy có lưu ý nhé thì đi ra càng mạch miếc là mạch của nó dạy chạy dạng mạch quét tần côn thì chở khác rất là lớn nên là khi các bác à, à chơi những dòng hoa sự kiện hoặc những dòng hoa độ nhạy cao thì nó sẽ không bị dội tạm âm còn tất nhiên là à, những cái dòng mic cao cấp như này là không bao giờ làm tự ngắt càng cao cấp bao nhiêu thì càng không làm tự ngắt À, mic tự ngắt là mạch đếm thì nó sẽ rẻ hơn ở à, những phân khúc rẻ ở dưới chẳng hạn như NR, DBS, Bayer là những phân khúc chính hãng rẻ còn Rinaka của ZTS của là phân khúc quốc tế được nhiều nước sử dụng à, rất nhiều bác hỏi thì so với xua máy xe nó như nào thì nó cũng chẳng kém gì cả à, nhưng nó dễ hát hơn theo cách hát của người Việt Nam à, em cũng sử dụng được nhiều dòng mic từ chơi từ 2008 à, thì Rinaka em vẫn ưng thì thứ nhất là gì vận hành dễ thứ hai là giá sẽ hợp lý hơn cái thứ ba đó là gì khả năng chống dội và chống tạp âm và ít ăn pin à, cực tốt và cách hát của người việt nam là hát karaoke thì hát trong không gian hẹp thì cần nhỉ cần những bộ mic làm sao nó phải chống dội tốt không có tạp âm bật hai tay mic cho nó yên như không đấy chẳng hạn như bác hát ơ mà chỉ cần bộ không gian hẹp và gì và tầm từ hai đôi loa đổ lên là bắt đầu có hiện tượng bật hai mic cho nó sẽ dội dội và hú rít rất là nhiều thì lúc đó thì cần những bộ mic cao cấp hơn đó là gì Rinaka và giải âm của con này nó mộc mạc như thằng sen nhưng cái điện áp điện áp ở giải côn ấy nó sẽ biến động nên nó tùy biến được độ nhạy mà độ nhạy là liên quan đến phần cái cái điện áp của côn ấy. đấy, thì thằng xua thằng sen thì bao giờ nó cũng chạy một điện áp đấy Rina -ca, thằng sen thì bây giờ là những cái sản phẩm cao cấp của nó nó bắt đầu chạy điện áp nó rộng ra thì nó nhạy hơn thằng xua thằng xua thì một trăm chạy một điện áp À, các bác hát xô sure, à, rõ ràng thì là à, tiếng rất là sạch à, nhưng khi mà hát trong gia đình mà hát hai tay mic thì các bác phải, phải tăng gain lên vì nó chỉ có một điện áp thôi mà tăng gain để cho nó nhẹ thì gì nó lại hú nên là rất ít khi các bác dùng xua sure và sen ở trong không gian hát xô bồ gia đình karaoke ở à, nhưng Rinaka thì nó lại làm được việc đấy à, em bán rất là nhiều rồi à, đợt này thì về đây mũ đây bác nha mũ đây các bác nào mua những sản phẩm đầu tiên của Dinaca thì sẽ được tặng áo này một được tặng một cái này à, áo này áo em có khoảng bảy tám sản phẩm này có ô đấy có ô các bác nhé ô đây ô của Dinaca ô đây này ô những ô những cái áo này là kỷ niệm 30 năm kỷ niệm 30 năm uh, phát triển của Dinaca ô của nó rất là đẹp đấy, có túi này vỏ đựng này Đấy, ok chưa? À, 4 triệu rưỡi một bộ các bác nhé. 4 triệu rưỡi một, các bác uh, mua hàng. À, ở xa thì cọc ship cho em. Còn hàng thì kiểm tra và thử hàng. Đây là hàng mới, bảo hành chính hãng 1 năm. Bảo hành chính hãng 1 năm, 4 triệu rưỡi một bộ nhé. À, dùng gia đình, dùng sự kiện, con này đều đạt các tiêu chuẩn đấy. Đấy, các bác mua thì ủng hộ. Xin chào và hẹn các bác ở những video tiếp theo.